Chào các bạn nhé, là mình Michael đây. Thì trong video lần trước ấy, thì mình có chia sẻ với các bạn là cách cài đặt hai cái chỉ báo để giao dịch theo cái chiến lược scalping vàng khung M15. Đầu tiên là cái chỉ báo MA Reborn thì nó bao gồm 4 đường MA ấy. Thì bạn nào nếu mà không muốn rối mắt ấy, đầu tiên nếu mà mặc định nó sẽ như này, này đúng không? Đấy, nếu không muốn rối mắt thì có thể tắt bớt đi hai cái MA giữa này, chỉ cần để hai cái mã 20 vậy đó, mà 200 thôi. Và cái động lượng này này, chỉ báo động lượng. Đấy. Thì trong video này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cái setup ấy. Đầu tiên mình cài xong chỉ báo đúng không? Bây giờ mình sẽ xác định là lúc nào mình sẽ vào lệnh đúng không? Mua hay là bán. Thì đầu tiên là nếu mà bạn định mua ấy, bạn định mua thì trong một xu hướng tăng thì mình sẽ mua. Đấy. Thì bây giờ là ví dụ của xu hướng tăng nhé. Xu hướng tăng là như nào? Định nghĩa xu hướng tăng là xu hướng tăng nghĩa là giá phải nằm trên MA20 này, giá nằm trên MA20 này. Đấy. Nằm trên MA200 càng tốt thì đây là một xu hướng tăng, có nghĩa là cả cái xu hướng ngắn hạn và cả xu hướng dài hạn nó đang là tăng. Đấy. Thì scalp thì mình chỉ cần cái nó nằm trên MA20 thôi. Đấy là một xu hướng tăng. Thì khi mà giá nằm trên xu hướng tăng ấy thì mình sẽ tìm cái điểm có momentum tăng để mình vào mình mua. Thì cái setup thì nó như thế nào? Đây. Đây đầu tiên mình sẽ chỉ cho các bạn nhé. Đây là view đang có một xu hướng tăng này đúng không? Đây là xu hướng tăng. Giá nằm trên MA20. Đâu, đây là ví dụ đây là đường MA20, đường màu xanh này. Các bạn tưởng đây là cái đường màu xanh ấy, cái đường là xanh ấy, là đường MA20 nhé. Bây giờ giá nằm trên MA20, giá tăng lên nhé. Ví dụ giá đang từ bên dưới này, giá tăng lên trên MA20 đấy. Sau đó giá kéo về này, đây gọi là pullback đúng không, hoặc là điều chỉnh này. Sau đó có động lượng này, giá nó sẽ tiếp tục nó tăng lên. Thì đấy, thì đây là một cái ví dụ của cái chơi theo cái phương pháp là tiếp diễn xu hướng, có nghĩa là tiếp diễn xu hướng tăng ấy. Đây một xu hướng tăng này, thì bây giờ mình sẽ tìm cái điểm mua để nó giao dịch và nó sẽ tiếp tục nó tăng lên, thì gọi là chơi tiếp diễn xu hướng. Thì cái điểm mua sẽ là điểm này, đây điểm này mình khoanh đỏ này, điểm này sẽ là điểm mua này. Đấy. Khi mua đây nhá, ví dụ đây mua đây, mua đây, đây cái đường màu xanh này là đường đường mà mua đi, thì dừng lỗ ở ngay ở cái đáy này luôn, ngay cái đáy mà cái điểm này nó tạo ấy, điểm tăng kia tăng lên tạo cái đáy đúng không, thì đặt dừng lỗ ngay ở cái đáy luôn, ngay dưới cái đáy đấy, đấy là dừng lỗ. Đây là SN này, đây là điểm vào này. Sau đó mình sẽ chờ cái động lượng này, động lượng thị trường nó có động lượng mà thì nó tăng lên thì mình có thể chốt lời. Nếu mình vào khối lượng lớn thì mình sẽ chốt lời nhanh, còn nếu nó khối lượng nhỏ thì giữ lệnh. Đấy là cái setup mua nhá. Bây giờ mình thử tìm những setup mà nó có hình thành trong biểu đồ nhá. Đây là chơi con vàng mà, mình sẽ xóa cái này đi. Ok, đây thì các bạn hiểu là cái này nó sẽ lặp đi lặp lại, nên là bây giờ mình sẽ phân tích cho cái quá khứ của ngày hôm trước ấy, hôm nay cũng có tí nữa. Thì bây giờ mình sẽ nhìn vào, các bạn muốn mà hiểu cái setup với cả cái chiến lược đấy, các bạn phải nhìn lại trong quá khứ này, nó sẽ có những cái setup nào tương tự như vậy, thì mình sẽ phải hình dung là khi mà nó chạy thì nó sẽ chạy như thế nào đúng không? Thì để lần sau các bạn gặp vào cái trường hợp như thế thì các bạn áp dụng được vào. Giống kiểu mình lặp đi lặp lại một cái cách đấy, trong lặp đi lặp lại thì mình sẽ quen với cái setup thôi, khi các bạn nhìn thì các bạn dễ nhìn ra cái setup hơn. Đây, đây là một cái ví dụ này. Đây đúng không? Đây giá tăng lên đúng không? Giá tăng lên trên MA20 này. Xu hướng là xu hướng tăng này, giá nó tăng lên trên MA20 này, sau đó giá kéo về gần MA20 này. Đấy. Thì bây giờ nó sẽ gì? Mình sẽ vào lệnh như nào? Khi mà kéo về gần gần về MA20 nhá. Thì các bạn nhìn xuống, bây giờ mình sẽ không nhìn cái chỉ báo xu hướng này nữa. Bây giờ sẽ nhìn chỉ báo động lượng này.
bạn nhìn đây là chỉ báo động lượng đúng không? Cái đường màu xanh này đấy, khi mà cái cả cái đường màu xanh và cái đường màu cam này nó đều cắt lên cái mức không, đấy là cái xu hướng đang bắt đầu một cái xu hướng tăng. Đây để màu cam này đúng không, màu cam nó tăng lên này. Đường màu xanh này nó cũng tăng lên luôn này đúng không, nó đang có một xu hướng tăng. Bây giờ thì sẽ đợi gì, đợi cái đường màu xanh này nó cắt xuống, màu xanh này cắt xuống cái đường màu cam này, để màu cam này đúng không, đây màu cam này đấy, đường màu xanh này nó cắt xuống đường màu cam này đấy. Đây là một cái nhịp này, một nhịp điều chỉnh. Sau đó mình sẽ đợi cái gì, mình xác nhận là cái đường màu xanh này nó lại cắt lên cái đường màu cam đấy, và đường màu cam này nó lại vòng lên đấy. Cả đường màu xanh và đường màu cam nó vòng lên, và đường màu xanh nó cắt qua cái đường màu cam, thì lúc đấy là mình sẽ đi vào lệnh mua. Bạn hiểu không, nó giống một cái nhịp ấy, một cái nhịp pullback ấy. Đây này, tăng lên này, tăng lên đúng không, kéo vào sau đó tăng liên tiếp đấy. Thì đây chính là cái setup như vậy, setup là rất là đơn giản thôi. Đây mình có thể lấy cái này, tăng lên đây đúng không, kéo về này, tăng liên tiếp đấy, nó đơn giản như thế. Thì trong cái biểu đồ này nó cũng thế này, xóa này đi nhé. Đây các bạn thấy không, tăng lên không, nó phá phá qua cái đường MA20 đúng không, nằm trên MA20 đúng không, sau khi nó kéo về này nó vẫn nằm trên MA20, ý là ra cái ta đóng cửa ấy, nó vẫn nằm trên MA20 nhé. Sau đó tiếp tục nó tăng lên này, duy trì cái xu hướng tăng này đấy. Thì cái điểm ở lệnh là cái điểm nào, điểm ở lệnh là điểm này đây, chỗ cái vùng này này. Đây mình sẽ tìm cái điểm ở lệnh đây nhá, điểm ở lệnh này, cái điểm nó cắt đây này, đây cái nến này đúng không, cái nến tăng này này, để phóng to ra chút, cái nến tăng này này là cái nến nó tạo ra cái điểm cắt này đúng không. Thì đợi đóng nến này thì sẽ vào lệnh. Một là đợi đóng nến này là theo vào lệnh này. Khi mà đóng cái nến này thì nó sẽ có cái điểm cắt. Thì đặt lệnh mua ở đây. Đấy. Mua ở đây. Đặt dừng lỗ ở dưới đây. Đấy. Sau đó là chờ cái động lượng này nó làm việc thôi. Nếu mà bị ví dụ như lúc đấy là mình không được vào lệnh cái lệnh này đúng không? Lúc đấy mình không bỏ nỡ lệnh này thì mình sẽ chờ những cái lệnh tiếp theo. Theo như nào nó vẫn như vậy thôi. Khi mà giá nó tăng lên đúng không, giá tăng lên này nó quay này, nó hồi lại này, pullback này, sau đó tiếp tục tăng đấy, thì mình sẽ chờ cái setup như này. Đấy đây là cái nến này, cái nến tăng này này, thì chờ cái nến này đóng cửa này mà mua SN ở dưới này, điểm SN ở điểm dưới đấy. Chỉ cần 1 2 3 4 vài cái nến tăng 5 phút này thôi thì là chốt lợi đúng không, hoặc là nếu mà nào vào cái khối lượng lớn đúng không, chỉ cần một cây này thôi, cây này nó tăng được bây giờ cây này đúng không, bốn giá bình thường này, trong cái phiên Mỹ chẳng hạn thì nó tăng khoảng tầm 3 4 giá, 5 giá một cây trung bình ấy. Đấy, SN ở đây. Đấy là cách mà giao dịch tiếp diễn xu hướng sử dụng hai chỉ báo xu hướng và chỉ báo động lượng. Đơn giản thôi. Nhưng các bạn phải hiểu là trong xu hướng tăng thì chỉ có đợi nó hồi về, nó được có động lượng tăng thì sẽ là mua để tiếp diễn xu hướng tăng. Đấy, đợi nó hồi về tiếp diễn xu hướng tăng, mua tiếp diễn xu hướng tăng. Đấy. Đấy xu hướng tăng nhá. Còn đây là một ví dụ về trong xu hướng giảm nhà nhá. Xu hướng giảm nghĩa là giá sẽ nằm dưới đường MA20 này, giá nằm dưới, đóng dưới MA20, nằm dưới MA20 thì đấy đang một xu hướng giảm. Và các bạn nhìn này,